Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này được Quang Minh Audio giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác anh em cái củ loa bát súp 30 của Pewler, bát 3 tấc của Pewler. Anh em có thể thay thế, độ chế vào mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc, karaoke, loa kéo hay loa súp, anh em đều có thể sử dụng được. Đấy, một loa bass súp 30 với gân béo, gân cao su, bass đến cực kỳ lực và sâu. Củ loa của Pewler thì cũng có rất nhiều clip mà Quang Minh Audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác em. Đấy, loa bass, loa trung, loa chép, rất nhiều mã. Mà còn bass 3 tấc, bass 30, một trong những sản phẩm chất lượng cao. Nghe nhạc, karaoke, loa kéo, loa bass hay loa súp đều có thể sử dụng được. Loa bass mà công suất lớn, công suất đến 300W một chiếc. Đây là mặt sau của sản phẩm, đây là mặt trên. Đấy, dòng bass 30 của Pewler, bass lưng xe với gân béo, gân cao su, bát đánh rất là lực và sâu, tiếng rất là chắc, nhưng cầm rất là nặng. Một cặp này nó rơi trên chục ký một cặp bát 30 của Pewler, rất chắc, xương này, nhẹ này, cầu đấu dây noa này, gân này, màng này, củ từ cũng rất là lớn này. Đó. Và thông số kỹ thuật của con loa của Pewler với bát 30 với model là P8830, con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 dB và công suất tối đa cho một chiếc này là 300W một chiếc. Đấy, công suất của con loa bass 3 tấc 300W, anh em biết đấy, công suất cũng rất lớn nhá. Củ từ cũng khá lớn này. Đường kính toàn vành là 31,58 lỗ để cố định vào thùng, rất là chắc chắn. Đấy, gân cao su, gân béo, gân cao su, bát cực kỳ lực, màng thì bạc vật liệu đặc biệt, tiếng nó rất là chắc nhá. Làm nó bát hay nó súp để có thể xuống lại xương. Vật liệu đặc biệt cực kỳ chắc chắn này. Cầu đấu dây noa là dạng cầu nhúng nhấp nhả, và những cái cầu nhúng nhấp nhả này chỉ có trên những cái dòng loa chất lượng cao, loa cao cấp thì thường hay sử dụng cái cầu nhúng nhấp nhả. Đấy. Và phía trong là nhẹ này, nhẹ phía trong, củ từ cực kỳ lớn. Và con này con bass 30, bass 3 tấc của Pewler, từ là 180. Và một cái điểm đặc biệt nữa của cũng củ loa của Pewler là tất cả những cái thông số kỹ thuật là được in chìm ở trên sản phẩm này. Đấy, chìm cực kỳ rõ nét. Nó khác hẳn so với những con loa kém chất lượng. Những cái dòng loa kém chất lượng ấy, những cái thông số kỹ thuật thường hay sử dụng tem dán, và tem dán thì anh em biết rồi đấy, rất dễ bị làm giả và làm nhái. Còn những cái dòng loa chất lượng cao này, thì tất cả các thông số kỹ thuật được in chìm này và cực kỳ rõ nét. Anh em có thể thấy được cái sản phẩm này, cái thông tin của sản phẩm, hãng sản xuất này, model này, trở kháng, công suất cũng như độ nhạy. Một đó là cái điểm khác biệt so với những cái dòng loa kém chất lượng. Và khi mà thay con loa bass 30 này vào những con loa cũ, loa hỏng kém chất lượng ấy, anh em chỉ còn tháo con loa cũ thôi và thay con này vào là sử dụng, hay là độ chế giống loa cũng vậy, anh em quét đúng thùng, đúng kích thước để sử dụng loa. Vành là 31,5 và tiếng bass thì rất là chắc. Những con loa chất lượng cao, cao cấp này thì tiếng nó hay hơn rất nhiều so với những con loa trên thị trường. Chất lượng thì nó sẽ đi đôi với giá thành. Những hàng kém chất lượng ở trên thị trường ấy, thì nó rất là rẻ, chỉ có ngoài 1 triệu một cặp mà. Nhưng những hàng chất lượng cao này, một cặp bass 3 tấc như của Pewler này, nó gần 4 triệu một cặp. Tiếng bass nó cực kỳ hay, nó khác hẳn so với những con loa kém chất lượng nhá. Đấy, đó là cái củ loa của Pewler, củ loa bass tấc, bass 30 của Pewler, để anh em có thể thay thế, độ chế được tất cả các dòng loa âm thanh khác nhau, các dòng loa khác nhau, sử dụng để nghe nhạc, karaoke, loa kéo ấy, anh em đều có thể sử dụng được. Đấy, và tiếng con này thì cực kỳ hay. Bass 30 Pewler P8830 với đường kính toàn vành là 31,5, từ là 180, công suất là 300W một chiếc, công suất rất là lớn, độ chế thay thế vào mọi dòng loa, nghe nhạc, karaoke, loa kéo hay loa súp đều có thể sử dụng được. Quý vị và các bạn, các bác cùng cảm nhận chất âm của cái củ loa bass súp 30 của Pewler. Và đây là dây đấu, dây loa, dây đấu hai cầu đấu âm dương này, đúng cầu đấu âm dương sử dụng đó. Và sẽ test một chiếc thôi, anh em cùng cảm nhận chất âm. Thank you.
và các bác vừa được cảm nhận cho đâm củ loa Bassoop 30 của Pure và đang test một chiếc môi trường ngoài chưa có thùng kín nữa. Khi cái củ loa Bassoop 30 này vào đúng thùng, đúng kích thước nó thì cái chất đâm nó đánh lực hơn rất là nhiều nha. Bát đánh cực kỳ lực và sâu. Và cái lồng loa bát 3 tấc bát 30 của Pure này thì anh em có thể độ chế thay thế vào mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc karaoke, loa kéo hay loa bát hay loa súp anh em đều có thể sử dụng được. Và con bát 30, bát 3 tấc của Pure một cặp hai chiếc này là 3.850.000 một cặp, giá cực kỳ tốt, chỉ có 3.850.000 một cặp. Mà anh em mà cần một chiếc về làm loa súp ấy hoặc thay thế độ chế giống loa ấy, cũng có thể gửi cho anh em một chiếc đó. Và mọi thông tin phối ghép cũng như tư vấn đặt hàng thì quý vị và các bác anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại ở phía trên 0944737321, cửa hàng ở 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bác nghe có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin là cảm ơn tất cả quý vị và các bác nghe đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nghe trong những video clip kế tiếp.